Ở bài 15, chúng ta đã hướng dẫn về xuất kho nguyên vật liệu phục vụ công trình, và do chúng ta có thiếu về mặt kiểm soát về mặt giá trị khối lượng xuất kho so với dự toán, nên bài này sẽ là bài bổ sung để chúng ta bổ sung cho bài 15A là xuất kho nguyên vật liệu phục vụ công trình nhà ở gia đình. Thì cũng giống như các phần trước thì chúng ta sẽ mở công trình và sau đó sẽ căn cứ vào xuất kho. Thì ở đây là đối với xuất kho thì chúng ta sẽ có cái hóa đơn là 146, thì chúng ta sẽ mở cái bảng giá thành nhà ở gia đình ra. Bảng dự toán thì tại dự toán này thì chúng ta sẽ có một bảng tổng hợp vật tư, và tổng hợp vật tư này thì chúng ta sẽ có ghi rõ từng tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3 và có phần chênh lệch khối lượng. Thì ở đây chúng ta sẽ đối chiếu song song bằng cách là mở dự toán ra và chúng ta sẽ điền các cái giá trị tương ứng của dự toán công trình vào các cái phần mà chúng ta cần giám sát kiểm tra về mặt số lượng giá trị xuất kho. Và ở đây thì chúng ta sẽ có tại cái tháng là tháng số 1. Chúng ta sẽ có tháng 1 thì chúng ta là có xuất kho là cát đổ bê tông, sau đó đến cát mịn, cát nền và cọc tràm. Thì cát đổ bê tông, cát mịn. Thì cát đổ bê tông thì chúng ta sẽ có xuất trong tháng 1, nên chúng ta sẽ có cát đổ bê tông, cát mịn và cát nền. Chúng ta sẽ có 3 mục này tương ứng. Thì chúng ta sẽ đưa vào khối lượng trong cái phần cho dự toán xây dựng. Thì đây cần 23 thì chúng ta đã xuất đủ khối lượng, nên chúng ta không cần phải xem về mặt giá trị cuối cùng. Thì đây về mặt tổng cộng chúng ta sẽ phải sum 3 tháng lại. Và rõ ràng là khi chúng ta xuất ra thì chúng ta sẽ biết chính xác là số lượng khi chúng ta xuất kho thì nó bị thiếu so với dự toán là bao nhiêu và thừa so với dự toán là bao nhiêu. Và ở đây thì chúng ta sẽ đến phần là cho cái hóa đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến là cũng hóa đơn 46 thì chúng ta sẽ có cây trống và cây gói trống và cọc tràm. Thì chúng ta sẽ tiến đến phần là cây gói trống. Cây gói trống. Và cọc tràm thì chúng ta sẽ đến phần cọc tràm tương ứng. Và hóa đơn 589 thì chúng ta có hai loại đá, đó là đá 12 và đá 46. Thì chúng ta cũng tìm tới đá 12 và đá 46 để chúng ta nhập khối lượng tương ứng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến phần đó là xi măng cho hóa đơn 9856. Thì xi măng PC30 và PC40 thì chúng ta cũng sẽ tìm những cái mục xi măng tương ứng. Thường xi măng thì nó sẽ nằm ở cái phần là cuối của công trình. Thì có nghĩa là dự toán thì nó cần nhiều hơn, và trong khi chúng ta là bỏ cái số lẻ đằng sau, nên chúng ta thấy đây là cái phần dư hay vượt hay thiếu. Và đến phần là xi măng trắng. Tiếp theo chúng ta đến thép từ DK6, DK12 cho đến DK16, thì chúng ta thấy là 6, 8 và 12, thì chúng ta thấy cái mục này là nó phù hợp với cái mục này, thì chúng ta cũng đưa giá trị vào. Và tiếp theo chúng ta đến hóa đơn là 23. Thì hóa đơn 23 này thì chúng ta sẽ có gạch chỉ. Gạch chỉ ở đây thì chúng ta sẽ có khối lượng tương ứng gạch chỉ và gạch lát, các loại gạch. Thì chúng ta kiểm tra các loại gạch bên đây là bao nằm mục nào. Đây, gạch chỉ, gạch lát, gạch thiễu. Và rõ ràng chúng ta thấy xuất trong tháng 1 thì chúng ta cũng đưa khối lượng trong tháng 1 tương ứng.
Và tiếp theo là chúng ta có hóa đơn là tại 568 là xuất cho cái tháng 2 khi cũng cùng công trình là cho mã giá thành là 0571. Thì ở đây chúng ta đó là automat và các cái vật tư nằm ở trong là phần nội thất công trình, tức là hoàn thiện mặt trong công trình. Thì ở đây là về mặt giá trị thì chúng ta thấy là những cái phần thì nó sẽ nằm ở trên này. Ở đây là automat. Thì automat thì chúng ta sẽ có 103 thì chúng ta sẽ điền 103 tháng 2. Và bật sắt vô lông. Và cao su tấm thì ba mục này chúng ta sẽ copy tất cả mục này tương ứng. Và trao chụp và chậu dứa cũng như chậu xí xổm và cọc chàm. Thì chúng ta sẽ copy những cái mục tương ứng này. Trao chụp đèn thì chúng ta sẽ tìm đến mục trao chụp đèn. Và tiếp theo là chúng ta đến phần đèn ống. Đây là đèn ống 0.6 thì chúng ta sẽ tìm đến các cái mục về đèn ống. Đây, đèn ống thì nó sẽ hộp 0.6. Và đèn thường có chụp thì chúng ta đây là 10.2. Chúng ta sẽ cộng phần 10.2 tương ứng. Xuất trong tháng 2. Và sau đó đến phần đó là đèn thường có chụp. Đèn thường có chụp là cái mục này. Xuất trong tháng 2. Thì như vậy là những vật tư còn lại là những vật tư mà có khối lượng chưa có. Thì những vật tư này là được lấy bằng bảng kê của công ty là liên đoàn. Và một cái công ty nữa đó là chúng ta sử dụng, đó là có hai cái hóa đơn mà chúng ta xuất theo bảng kê. Đó là 12684 và một cái hóa đơn là 264 tương ứng. Thì những hóa đơn này là những hóa đơn mà sẽ lấy cho những phần còn thiếu của cái dự toán này. Thì chúng ta sẽ mở 12684 lên. Đây, 12684 là những cái phần về côn, bát nhựa và dây thép. Chúng ta cũng xem dự toán. Thì đây là những cái côn, bát nhựa và dây thép là những cái vật tư còn thiếu mà trong so với cái phần dự toán mà chúng ta cần lấy. Và những cái vật tư này thì nó cũng khớp và nó sẽ nằm. Cái nội dung của nó thì nó sẽ lấy ở các cái hóa đơn. Đó là 12 tháng 4 thì nó sẽ nằm là 3 tháng 2. Thì có nghĩa là những vật tư này thì sẽ được lấy bằng 3 tháng 2 thì chúng ta sẽ nhập trong tháng 2 luôn. Và lấy cũng khối lượng cũng đủ bằng theo cái dự toán nên chúng ta gần như là sẽ lấy theo cái phần dự toán. Và một hóa đơn nữa đó là cái hóa đơn về 264 thì chúng ta cũng lấy theo bảng kê. Và hóa đơn 264 này thì chúng ta cũng xuất dùng chương trình. Và tất cả những cái này thì đều lấy trong tháng 2 nên những cái này chúng ta sẽ xuất trong tháng 2 luôn. Và chúng ta cũng sẽ ghi cái mục trả thành công trình là trong tháng 2. Tức là tháng 2 chúng ta sẽ có những yêu cầu. Ví dụ như đèn ống 06 này thì chúng ta có cần có bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ ghi bấy nhiêu. Vì đối với cái bảng kê mà công ty liên đoàn ta cung cấp thì tất cả đều là những cái nguyên vật liệu cuối cùng còn lại đang còn thiếu lên tới những 28 mục và trong 28 mục này thiếu bao nhiêu chúng ta lấy bấy nhiêu.
Và trên đây là những cái nội dung mà về kiểm soát về mặt giá trị xuất kho đối với công trình xây dựng mà áp dụng cho công trình nhà ở gia đình. Khi chúng ta xuất kho nguyên vật liệu trên bảng tổng hợp giá thành, và khi chúng ta xuất kho thì chúng ta cũng phải ghi chú và note toàn bộ lên cái phần dự toán để chúng ta kiểm soát về mặt giá trị khối lượng xuất kho để không xuất vượt quá nhiều, và xuất kho có sự khống chế và kiểm soát về mặt giá trị khối lượng khi chúng ta giải trình cơ quan thuế và cũng như là khi chúng ta làm nội bộ.